Xin chào tất cả các bạn, mình là Toàn đến từ Tiếng Nhật 21 ngày. Và như các bạn đang thấy ở trên bàn của mình, đó chính là toàn bộ các sách ở trong tủ sách Hách Não Tiếng Nhật. Thì bây giờ mình sẽ đi giới thiệu cho các bạn là trong tủ sách Não Tiếng Nhật hiện tại đang có những sách nào. Thì bên trên này sẽ là những sách chính và bên dưới sẽ là quà tặng đi kèm. Nếu bất cứ các bạn mua sách nào ở trong tủ sách Hách Não Tiếng Nhật thì sẽ được đi kèm với các phần quà. Đầu tiên thì đó là Hách Não 2136 Kanji tập 1. Thì bộ này đã quá nổi tiếng rồi, đúng không ạ? Tức là rất nhiều bạn đã sở hữu và đã có bộ này ở trong tủ sách học tập của mình. Hách Não 2136 Kanji tập 1 gồm có 1050 Kanji. Thì mình học theo hai phương pháp, đó là học theo Kanji câu chuyện và học Kanji theo những chữ giống nhau, tức theo bộ giống nhau. Thì phần này những bạn nào mới học tiếng Nhật, mới học Kanji thì mình sẽ mua bộ này là phù hợp, vì nó sẽ giúp mình học từ trình độ N5 đến trình độ N2. Và khi các bạn mua sách thì sẽ có quà tặng, đó là 214 bộ thủ cơ bản và có một số quy tắc liên quan đến chuyển âm để giúp mình học từ vựng nhanh hơn. Thì phần bộ thủ này các bạn có thể xem thêm phần video ở trên kênh, mình đã có làm rất là chi tiết đó, các bạn có thể xem thêm. Đó là video hướng dẫn chi tiết nhất, dễ hiểu nhất về phần bộ thủ, sẽ không phức tạp như các bạn suy nghĩ mà nó rất đơn giản thôi và rất dễ hiểu để mình ứng dụng ghép chữ kanji. Thế đây là phần bộ thủ. Và khi mình học thì chắc chắn phải có luyện viết rồi. Đây là quyển luyện viết của tập 1, tức là những theo đúng thứ tự ở trong sách tập 1 có những chữ kanji nào thì quyển này sẽ luyện viết tương ứng để các bạn sẽ đi cùng. Và sau khi mình học tương đối thì mình sẽ cần phải ôn tập lại. Đó là mình dùng flashcard để ôn tập. Đó, thì đây cũng là flashcard của tập 1. Đó, thì đấy là toàn bộ những quà tặng đi kèm theo với lại sách chính. Đó là sách Hách Não Kanji tập 1. Và khi các bạn học cao hơn một chút thì các bạn sẽ học tới Hách Não 2136 Kanji tập 2. Thì phần Kanji này chủ yếu là những Kanji trình độ N3 đến N1. Và Hách Não Kanji tập 2 thì cũng giống tập 1, mình cũng học qua hai phương pháp, đó là học Kanji câu chuyện và học Kanji qua chữ giống nhau. Thì khi các bạn mua sách mới thì giống như hình các bạn đang xem, tức là tất cả các sách chính là sách mới thì đều được bọc. Và khi các bạn nhận sách thì sẽ giống hệt như này. Thì khi mình mua sách tập 2 thì mình sẽ có quà tặng tương ứng giống tập 1, tức là mình sẽ có luyện viết này để mình luyện viết lại tất cả những chữ tương ứng ở trong tập 2. Và mình có flashcard để mình ôn tập lại. Đó, các bạn có thể nhìn mà sau mình sẽ ôn tập lại theo tương ứng những cái chữ mình đã học ở trong quyển tập 2. Và khi mình mua tập 2 mua combo thì mình sẽ tặng một tấm bản đồ kanji có liệt kê tất cả kanji từ trình độ N5 đến N1. Đây, các bạn có thể thêm rất là lớn. Đó. Thì các bạn dán lên góc học tập, các bạn có thể xem lại. Khi nào mà mình nhìn chữ nào cũng biết rồi thì lúc đấy là trình độ kanji của mình đã rất là cao rồi, đúng không ạ? Và khi mình học kanji chắc rồi thì mình sẽ sang phần từ vựng. Thì đầu tiên mình giới thiệu đó là cuốn 1700 từ vựng giao tiếp. Thì cuốn này đã rất nhiều bạn mua và có những phản hồi rất là tích cực. Thì nhiều bạn đã giống như là biết phương pháp học từ vựng nhanh hơn, đó là ba phương pháp: âm thanh tương tự, từ giống nhau và chuyển âm Hán Việt. Nhờ đó thì rất nhiều bạn đã học từ vựng tiến bộ rất là nhiều. Về cuốn này thì nó sẽ không giới hạn trình độ nhé, tức là bạn mới học N5 hoặc N4 hoặc N3, N2 thì bạn đều có thể tham khảo được, vì nó là mở rộng 4 từ. Ví dụ như mình học ở trong sơ cấp của học con chó con mèo, đúng không, thì ở đây sẽ mở rộng thêm nhiều con vật khác đó, để giúp mình mở rộng 4 từ. Và mỗi từ vựng thì sẽ có hướng dẫn cách học chi tiết, tức là từ đó sẽ học theo âm thanh tự hoặc là từ giống nhau, đúng không, hoặc là chuyển âm Hán Việt. Đó, để giúp mình thuộc từ vựng nhanh hơn chứ không phải liệt kê. Tức là tất cả những sách ở trong tủ sách Hách Não Tiếng Nhật thì đều có hướng dẫn học chi tiết, chứ không phải chỉ là một quyển từ vựng liệt kê hoặc là một quyển kanji liệt kê và không một cách học, mà tất cả đều có cách học hướng dẫn chi tiết tỉ mỉ từng chút một. Thì khi bạn mua Hách Não 1700 từ vựng giao tiếp thì sẽ được tặng cuốn tổng hợp từ vựng từ 5 đến N1. Thì đây sẽ là cuốn tổng hợp tất cả những từ vựng cơ bản nhất từ trình độ là 5 N1 ở trong chương trình tiếng Nhật. Phần này thì cũng giống như là Hách Não Kanji, tức là các bạn có thể lên kênh của Tiếng Nhật 21 ngày để xem tất cả các video mình đã hướng dẫn theo từng sách. Ví dụ như là theo sách Hách Não 1700 thì sẽ có video giới thiệu ba pháp học từ vựng, đó là âm thanh tương tự, từ giống nhau và chuyển âm Hán Việt. Thì các bạn xem ở đó thì bạn sẽ hiểu là từng pháp đó học như thế nào. Giống như Kanji ấy, bạn xem bạn sẽ hiểu là học ra Kanji theo câu chuyện là như thế nào, học theo bộ giống nhau là như thế nào. Ví dụ học một chữ môn cổng nó suy ra một loạt các chữ khác, đúng không? Thêm cái mồn là gì, thêm cái tai là gì. Đó. Thì sau đây mình sẽ để những đường link bên dưới để các bạn có thể là xem luôn về những cái phần hướng dẫn cơ bản cách học. Sau đó thì các bạn sẽ tiến sâu hơn vào
xem từng bài học ở trong sách sau. Và bộ này thì mình mới ra, tức là bộ Hách Não Từ Vựng là 5-4 thì mình mới ra cho từng trình độ. Vì vừa rồi là có rất nhiều bạn phản hồi là muốn học từ vựng ở trình độ thấp hơn, tức là bạn mới học tiếng Nhật ấy, thì cảm giác rất là khó khăn. Thì vì vậy mình đã ra bộ Hách Não Từ Vựng cho sơ cấp. Thì đầu tiên là cuốn Hách Não Từ Vựng N5. Thì cuốn này sẽ có đầy đủ 25 bài, từ 11 đến bài 25 ở trong chương trình N5. Vì là các bạn mới học thì nhiều khi bảng chữ cái các bạn cũng chưa nắm chắc, rồi là các bạn chưa biết phương pháp. Thì khi bắt đầu học vào từ vựng N5 thấy rất là quá tải, rất nhiều từ vựng. Nhưng ở phần này, khi các bạn học theo sách Hách Não Từ Vựng N5 thì sẽ có hướng dẫn chi tiết từng cách học. Tức là từ nào học thêm thành tự, từ nào là mượn tiếng Anh. Đó, các bạn đã thấy hóa ra là những cái từ vựng đấy đều có cách học cả, chứ không phải là chỉ liệt kê giống trong sách. Thì khi mình mua từ vựng N5 thì mình sẽ được tặng tổng hợp từ vựng N5. Tức là cuốn này các bạn sẽ xem luôn là từng bài có những từ vựng nào, thì nó sẽ tổng hợp ở trong đây. Đó, tương ứng với sách nhé. Và cũng có bộ flashcard tương ứng để mình ôn tập lại. Đây mình sẽ là xem những từ vựng đấy sau khi học xong bài 1 chẳng hạn, hoặc bài 2 mình đã thuộc tương đối rồi, mình sẽ dùng cái này để mình ôn tập lại. Thì nó rất là tốt. Và bộ cuối cùng đó chính là Hách Não Từ Vựng N4. Đây, Hách Não Từ Vựng N4 thì sẽ gồm 25 bài còn lại ở trong trình sơ cấp, tức là từ bài 26 đến bài 50, có đầy đủ từ vựng nhé, và cũng hướng dẫn chi tiết từng từ vựng. Đó, nên các bạn sẽ học từ vựng rất là nhanh. Nếu các bạn là học sinh ấy, thì các bạn sẽ tiến bộ rất là nhanh, lên lớp, lên trung tâm học thì sẽ thường mình sẽ nắm chắc được trước bài học. Còn ví dụ như là các bạn là giáo viên thì có thể tham khảo thêm 3 phát học ở trong sách để mình hướng dẫn nó hiệu quả hơn. Chứ không phải là mình cứ bảo học sinh về, các em về học đi đúng không ạ? Thì rất là khó thuộc. Đó, các em về chuẩn bị bài trước đi thì thường chả học sinh nào chuẩn bị bài cả. Đó. Mà mình có pháp học ấy, thì ở nhà có thể chuẩn bị trước đi, sau đó lên lớp thì thầy cô của mình học sinh sẽ học nhanh hơn. Khi mua Hách Não Từ Vựng N4 mình cũng được tặng giống như là N5, tức là mình sẽ có tổng hợp từ vựng N4 này, mình có flashcard đó để ôn tập. Như vậy tổng kết lại thì các bạn muốn học kanji giỏi thì các bạn sẽ đây mua combo, đó là tập 1, tập 2 của Hách Não Kanji, thì sẽ đủ tất cả kanji từ trình độ N5 N1, và tất cả đều có câu chuyện, có học theo kanji giống nhau, rất là dễ thuộc. Khi các bạn mới học sơ cấp thì các bạn có thể mua Hách Não Từ Vựng N4, N5. Thì đây là về từ vựng đó. Và khi các bạn đã có một lượng từ vựng tương đối, muốn mở rộng thêm, hoặc biết thêm nhiều từ vựng ở nhiều lĩnh vực, thì các bạn có thể mua Hách Não 1700 từ vựng giao tiếp, thì nó sẽ mở rộng cho bạn các cuốn từ. Nếu các bạn đang quan tâm đến tủ sách Não Tiếng Nhật thì có thể đặt mua ngay trên các fanpage Tiếng Nhật 21 ngày toàn kanji, Hách Não Kanji ở trên Facebook, hoặc là có thể đặt trực tiếp trên website 21ngày.vn. Thật sự khi mà mình giới thiệu website 21ngày.vn thì mình cũng rất bất ngờ, vì là số lượng các bạn đặt combo 5, tức là đặt toàn bộ tất cả những sách ở trong tủ sách Não Tiếng Nhật lại là nhiều nhất. Và tủ sách Não Tiếng Nhật cũng đạt được sự tin tưởng của tất cả các bạn về chất lượng sách. Hiện tại thì mình cũng đang có chương trình mua 4 tặng 1, tức là khi các bạn mua combo 4 bất kỳ sách nào thì các bạn sẽ được tặng một combo 1 tương ứng. Chương trình này sẽ rất là hữu ích cho các bạn đang muốn mua trọn bộ tủ sách Hách Não để mình học đầy đủ những cách học nhanh ở trong từ vựng kanji, hoặc là mình có thể kết hợp với bạn bè mình mua và có thể cùng nhau học. Thì chúc các bạn sẽ học thật là giỏi tiếng Nhật cùng với tủ sách Hách Não.